Ôi, thật tốt khi tớ có một quả trứng nhỏ. Ôi, tại sao quả trứng của tớ lại to thế này? Ôi, một cơn ác mộng. Trời ơi. À, có vẻ như Vita rất đen đủ rồi. Đừng có cười nữa, ăn đi Casey, trứng của cậu đấy. Ê, không không không, Alex, cậu ăn đi. Trời ạ, tớ sẽ lắc quả trứng này lên nhá. Tớ sẽ cố gắng ăn nó. Ơi, không được, nó không được. Ờ, tớ có một cái gì này cho cậu này. Đây, dùng con dao này đi, giữ lấy. Ờ, cảm ơn Casey. Thôi được rồi, bắt đầu thôi nào. Bắt đầu thôi. Ôi. Ôi trời ơi, không 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 không, thật là kinh tởm. Ôi, lòng đỏ trứng này ghê quá. Ôi, tớ sẽ nôn ngay bây giờ. Ôi, trông cậu buồn cười quá Alex. Ôi, ăn trứng của cậu đi Casey. À, dễ dàng thôi, xem tớ có gì này. Ê, cậu có gì vậy? Bây giờ trước tiên phải chuẩn bị mọi thứ. Đấy, bây giờ thì đập nó vào nhá. Bây giờ thì dán nó lên thôi nào. Đấy, trứng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ cho lên đĩa nào. Wow, đã đến lúc phải thưởng thức nó rồi. Nhìn ngon quá. Ôi, nó ngon thực sự đấy. Đấy, tớ xong rồi. Bây giờ tới lượt cậu đây Vita. Ôi không, có gì ở bên trong đây? Ôi, thôi được rồi, phải hành động nghiêm túc ở đây. Ôi. Wow. Trời ơi, ở đây có một cái gì đó cần phải bảo vệ. Tớ không hiểu cô ấy định làm gì vậy. Ôi, coi chừng, trời ơi, cứu. Ôi, cứu, dừng lại. Đấy, xong rồi. Xem có gì bên trong nhá. Có rất nhiều món ngon. Tuyệt quá. Ôi, Vita ơi, chia sẻ cho chúng tôi món ngon đi. Xin đấy. Thôi được rồi, cầm lấy đi, ăn đi. Ôi, cậu dễ thương quá, trời ơi. Ôi, dễ thương quá, thật là bé. Wow, tôi có ngũ cốc rất là tuyệt vời. Ôi, không thể tin được, nó rất là lớn luôn đấy. Ôi, có vẻ như cậu không gặp may rồi Vita. Thôi, các cậu cứ cười đi. Ôi, nhưng mà nghe hay quá. Nào xem nào. Hả? Chỉ một cái thôi sao? Ôi, thôi được rồi, tớ còn cả sữa nữa. Trời ơi, chỉ một giọt thôi sao? Ôi, thật là xui xẻo. Vì cái tao tội nghiệp. Thôi, ăn cũng có một cậu đi Alex. Ok, hay luôn. Thử nào. Ồ, ngon quá, tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ thì tớ sẽ uống sữa. Đấy, tuyệt vời, siêu ngon luôn. Ôi, trông ngon miệng thật đấy. Ôi, và bây giờ tất cả cùng một lúc. Ăn nào. Trời ơi, tuyệt quá. Ôi, cậu ấy vẫn còn tham lam lắm đấy. Trông không ngon miệng nữa luôn. Ngon quá, quá tuyệt vời luôn. Quá là ngon. Đấy, bây giờ Casey đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, làm sao mà uống được nhiều sữa như này nhỉ? À, tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ đổ tất cả các mọi thứ vào trong bát. Vâng. Đấy, tuyệt quá. Ôi, Casey có bao nhiêu là ngũ cốc kìa. Ôi, mưa từ ngũ cốc, tuyệt quá. Ôi, nhìn này, bao nhiêu là đồ. Ê, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thêm sữa nhá. Tuyệt. Ôi, nhìn ngon quá đi mất đi. Thôi được rồi, đã đến lúc phải tận hưởng rồi. Ôi, nó ngon quá đi mất. Cực kỳ ngon luôn. Ôi, tớ không biết cậu ấy sẽ ăn hết chỗ này trong bao lâu nữa. Ôi, tuyệt quá. Ôi, không biết cô bao giờ mới xong đây. Nhìn này, tớ có đôi tóc buồn cười quá.
Ôi, cuối cùng tớ cũng ăn hết rồi. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, có vẻ như ai đó ăn quá nhiều rồi kia kìa. Ôi, có gì đâu không ổn với tớ. Ồ, một chiếc bánh nhỏ thật là dễ thương. Wow, một chiếc bánh lớn ngon đẹp quá. Này Vita, xem Casey có gì kìa. Oh wow, một chiếc bánh thật là tuyệt vời. Ôi, trời ạ, tuyệt thật đấy. Ôi, cậu có một cái bánh nhỏ làm sao Alex? Ôi, trời ạ, đúng rồi. Thôi được rồi, một chiếc bánh rất nhỏ. Nhưng mà các bạn cứ cười đi, tớ sẽ bắt đầu ăn thôi. Tớ thậm chí có một cái dĩa và một con dao. Thấy chưa, đáng yêu chưa? Đấy, tớ làm xong được rồi. Rất là ngon. Ôi, trông thật ngon làm sao. Đến đây nào, bánh của tớ. Rất tuyệt vời đấy, nó rất là ngon. Nào, lau mồm một chút nào. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy tớ đỉnh chưa? Vita tới lượt cậu rồi đấy. Cậu không cần phải nói nhiều đâu, tớ sẽ ăn thôi. Ai, bắt đầu thôi nào. Ôi, ngon miệng quá. Trời ạ, liếm ngón tay luôn. Ôi, cậu ấy ăn bất cẩn làm sao. Ôi, tớ muốn ăn tất cả mọi thứ. Ôi, trời ạ. Ôi, mặt cậu ấy toàn màu xanh kìa, trông buồn cười làm sao. Ôi, các cậu đang cười gì vậy? Tốt hơn hãy bánh của cậu đi kia xin. Tớ sẽ rất vui lòng luôn đấy. Bắt đầu thôi nào. Ôi, sợ thế. Tớ không thể xem nó nữa luôn. Ngon quá. Ôi, Casey coi chừng kìa. Không, các cậu bị sao vậy? Ôi, mẹ ơi, cứu. Ôi, cậu ấy bị đánh bằng chiếc bánh của mình luôn kìa. Ôi, bây giờ tốt hơn rồi đấy. Ai, đau thế. Ồ, đó là Kinder mà. Chúng ta sẽ có những bất ngờ đây. Bất ngờ rất là lớn. Rất là lớn. Ôi, tớ sẽ xem có gì của tớ nhá. Cái gì? Trời à. Ôi, quả trứng sống. Tớ muốn đồ chơi mà. Bây giờ đến lượt tớ, tớ sợ thử quá. Giống như sô-cô-la vậy, tuyệt lắm. Ồ, bên trong này có hai em bé sô-cô-la nữa này. Ôi, và trong này cũng có trứng sống. Ghê quá đi mất. Ôi, tớ không muốn ăn trứng sống đâu. Đúng rồi, tớ có thể nuôi con gà con mà. Cậu đang làm gì vậy? Cậu sẽ biết sớm thôi. Hãy nhìn xem, quả trứng của tớ đang di chuyển đây này. Ôi, hãy nhìn này. Nó là những con gà thực sự. Rất là nhỏ và mịn màng. Ôi, nó dễ thương quá đi mất. Ôi, đáng yêu quá. Hãy tìm hiểu xem có gì ở dưới nắp nhé. Tớ sẽ xem trước này. Ôi ôi, chắc mình tưởng tượng thôi. Không, không, mình không tưởng tượng. Ôi, không có gì đâu, các bạn nhìn đi. Thôi được rồi, để tớ xem vậy. Eo ơi, đây là... Ôi, của cậu cũng thế. Eo ơi. Ôi, vậy là... Ừ, chúng tớ biết rồi. Thật là thối quá, kinh khủng. Trời ạ, của tớ thối nhất thế này. Có lẽ đây là sô-cô-la. Của tớ không có màu. À, sô-cô-la thật này. Ôi, tớ rất là thích nó. Tớ cũng sẽ thử của cậu. Ok, tớ cũng không sợ gì nữa đâu. Đó là Nutella. Và Nutella rất là ngon. Đây, Austin, cậu thử đi. Eo ơi. Ngon thật. Ồ, và còn rất là nhiều nữa chứ. Tuyệt quá. Ăn đi, Emma. Ừ, Emma, cậu cầm lấy này. Cậu ơi, rồi à. Ôi, ngon thật đấy. Ê, cho tớ thêm đi. Eo ơi, cá. Trời ạ, nó rất khó chịu và bốc mùi. Emma, cậu bắt đầu đi. Ừ, Emma, bắt đầu đi. Trời ạ, ít nhất tớ có con cá con. Eo ơi, thật là kinh tởm. Austin, cậu đi tiếp đi. Ok. Tớ không thể. Nó bốc mùi quá. Tớ thả để nó đi còn hơn. Ôi, tớ không muốn giết con cá tội nghiệp đâu.
Julia, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. À, tớ có một ý tưởng này. Bây giờ sẽ có một kiệt tác tuyệt thực. Ồ, cậu làm đỉnh quá. Mùi rất là tuyệt vời, chúng tớ muốn ăn. Bây giờ sẽ đủ cho tất cả mọi người đây. Đây, cầm lấy đi này. Cá tốt hơn, các bạn sẽ không được đâu. Tớ tự hỏi, lần này mình sẽ được cái gì nhỉ? Ôi trời ơi, một cái bim bim nhỏ thế này. À, của tớ khổng lồ. Ôi, của tớ thì bé tí. Ôi, nhìn em ba kia kìa. Tớ đã sẵn sàng ăn nó rồi. Ê, cô nhìn gì vậy? Nó ngon lắm đây, ăn đi. Ôi, của tớ trông chán quá, bé tí luôn đi. Lại còn móc vào răng nữa chứ. Ôi, Julia, có lẽ chúng ta chia đôi được không? Không, không, hãy hỏi của Emma đi. Nó thực sự rất là ngon đấy. Emma, hãy chia sẻ với người bạn thân nhất của bạn đi. Không, không bao giờ. Ôi, thôi được rồi. Bạn có biết làm nào để cho nó thậm chí có ngon hơn không? Nước sốt. Nhận lấy đi. Ôi, cái này thực sự rất là ngon. Julie, ăn đi cậu. Ôi không, tớ sẽ chết cay mất. Hãy giữ tớ với, tớ ngã bây giờ. Bình tĩnh, tất cả chúng ta đều khó khăn đấy. Tớ sẽ bắt đầu trước nhá. Ôi, ớt đã sẵn sàng đi ra rồi. À, cho tớ nước. Đây của cậu đây. Đây đây, của lấy tớ, không của tớ. Tớ nói của tớ mà, đừng làm tớ bực mình. Ôi trời ạ, đừng cãi nhau nữa, tớ lấy cả hai. Ôi cảm ơn. Đây, bây giờ Julia ăn đi. Ôi tớ không nên. Ăn đi. Thôi được rồi, được rồi. Giống như con rồng vậy. Tớ cảm giác như tớ vừa bị kéo ra khỏi phòng đám cháy. Ôi bây giờ em mai nhá. Tớ nghĩ đến lúc chúng ta phải đi rồi. Tớ đồng ý đấy. Tớ mạnh mẽ, tớ có thể. Cái gì? Đó là kẹo mà. Tuyệt quá, những cái màu đỏ, tớ rất là thích nó. Tuyệt quá. Ê, bạn thích ăn không? À, thôi kệ các bạn đấy, ngồi đó đi. 1, 2, 3. Vậy thế thôi sao? Dưa hấu nhỏ như vậy thôi sao? Nhưng mà tớ có một quả dưa hấu khổng lồ luôn. À, tàn sát. Tớ là thầy gọt vỏ dưa hấu luôn này. Ôi, cái này trông đáng sợ thật đấy. Nó giống như cậu đang cắt người vậy. Hãy nhìn xem quả dưa hấu sạch sẽ làm sao. Ê, gì vậy? Trời ạ, tớ bị mất quả dưa hấu rồi. Cô có biết kiểm tra nó bằng như nào không? Hãy gõ đi. Chú ý, khoảnh khắc nguy hiểm. À, cứu tớ, tha cho tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ôi, bây giờ tớ sẽ bỏ ngay ra. Ôi, không hoạt động rồi, phải làm gì bây giờ? Hình như tớ biết rồi. Nếu mà không thể bỏ được quả dưa hấu ra, thì có thể trang trí nó. Ừ, như này tuyệt quá. Ôi, tớ vẫn chưa nhìn thấy cái gì cả, cứu với. Ôi nhìn kìa, đó là súp lơ xanh. Tớ rất là thích nó. Trời ạ, à, nhai cỏ này sao? Nhưng mà tớ thì thích. Tớ thích cái này chứ gì. Trời ạ, à, cậu điên rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ bắt đầu vậy. Ôi nhìn trông thật là xấu xí. Vị cũng rất là tởm luôn ý. Ôi bây giờ đến lượt mình ăn thôi. Trời ạ, à, tớ sẽ nôn ngay bây giờ. Ghê quá. Ôi, đi lại vào đây nào. Tuyệt quá. Ồ, trời ạ, à, tôi không biết cậu có thể làm điều nào đấy. Bây giờ tôi sẽ ăn đây. Ôi, đến lúc phải ăn cái mũ của mình rồi. Ăn súp lơ xanh rất là tuyệt vời cho sức khỏe. Bây giờ tôi đã mạnh hơn rồi. Awesome. Nào, vòng tiếp theo. Ôi trời ạ, cái bánh bé tí này thôi sao? Đúng rồi, mình có một cái này. Đấy, như này ổn hơn rồi đấy. Đưa đây, tớ cũng cần nó. Yeah, nhìn này, đã hoạt động. Ôi, nó đang to, rất là to luôn.
Trời ạ, hãy nhìn xem nó ngon như thế nào. Tuyệt quá. Bây giờ đến lượt tớ rồi đấy. Xem nó sẽ phát triển như thế nào nhá. Nào xem nào. Ôi, mới có được mấy size thôi. Hãy nhìn xem nó lớn nhanh thế này. Nó đâu rồi? Ôi, tớ bị tấn công. Trời ạ, ai bảo cậu quá đáng. Còn cậu chỉ được một cái hạt dưa hấu thôi sao? Còn Ted thì được một nửa quả dưa hấu này nè. Nhưng mà Annie lại vui vẻ nhất. Cậu ấy có cả một quả. Ted, cậu bắt đầu đi. Ừ, ok vậy. Wow, ngon quá. Bây giờ tớ sẽ thử cái dưa hấu ngon tuyệt vời này. Ui, nó ngọt quá. Không thể nào mà dừng lại được. Tớ xong rồi. Ê, thế sao lại của tớ lại như nào này? Ồ, có vẻ như là cậu không chỉ có quả dưa hấu mà là bên trong lại còn có kẹo này. Ồ, may mắn hơn tớ nghĩ rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ ăn tất cả những cái kẹo này. Wow, cái này ngon thật đấy. Tớ nghĩ cần phải đập nó ra. Wow, trời à, cái vỏ dưa hấu này cũng là sô-cô-la. Ngon quá, tuyệt vời. Ôi, bây giờ thì tớ sẽ quay lại với kẹo của tớ. Nó là tất cả của tớ. Tớ sẽ ăn đến miếng cuối cùng. Nancy, cậu ngồi gì vậy? Bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, và tớ sẽ phải ăn cái hột này sao? Thôi được rồi. Ôi không, cái này không ăn được đâu. À, tự nhiên tớ lại có một ý tưởng tuyệt vời rồi. Đầu tiên tớ sẽ thay đổi quần áo một chút nhá. Và bây giờ thì có thể trồng cây được rồi. Đấy, tớ chỉ cần cái này và một cái hộp chậu. Bây giờ tớ sẽ... Ôi xin lỗi các bạn nhá, tớ không nhìn thấy các bạn. Ôi trời ạ, chúng ta hãy quay về với cả trồng cây nhá. Nào, bây giờ tớ cần cho cái hột này vào đây. Cho nó vào. Và sau đó tớ cần phải tưới nước rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi nhá. Ôi chuyện gì xảy ra vậy? Nó đang lớn rồi sao? Wow, trời ạ, không thể nào mà nó có thể nhanh như vậy. Các bạn ơi, tớ là một người tuyệt vời. Ôi, một cái quả dưa hấu thật tuyệt vời. Ừ, tớ cũng rất là sốc. Nhưng mà tớ có một ý tưởng rồi. Đầu tiên tớ cần phải thay quần áo nhá. Và bây giờ tớ sẽ mở nó ra. Sẵn sàng. Oh, wow, tuyệt vời. Ôi, xin cảm ơn các bạn nhá. Bây giờ thì hãy quay về với cả dưa hấu của tớ nhá. Wow, nó thật là ngon và ngọt, tuyệt vời quá. Nancy, có vẻ như là cậu không chỉ tốt làm như thế này đâu, mà còn rất là tốt ăn uống ấy chứ. Ôi, Nancy, cậu lại có một cái đồ rất là bé rồi. Ồ, nhưng mà Tết lại may mắn rồi. Nói đúng hơn thì Annie lại may mắn nhất rồi. Các bạn ơi, chúng ta sẽ bắt đầu với ai nhỉ? Nancy, thôi cậu đi đi. Thôi được rồi, cái này thì tớ sẽ làm rất là nhanh thôi. Twix của tớ mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà chắc chắn sẽ ngon nhất rồi. Ôi trời ạ, cái này bé thế chắc là không kịp ăn luôn. Tất nhiên là tớ sẽ kịp ăn tất cả mọi thứ rồi. Tớ sẽ ăn từng miếng một. Ngon quá. Yummy. Ôi trời ạ, cái này chắc là lâu lắm đây. Nancy, có lẽ cậu có thể nhanh lên một chút. Các bạn đang ngủ rồi kìa. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Nancy vẫn ăn sao? Trời ạ, thật là mệt mỏi. Ê, có lẽ là chúng ta sẽ không đợi và cậu sẽ ăn trước. Ồ, ok. Tớ sẽ ăn cái này á. Nhanh hơn cả Nancy ăn những cái mảnh bé tí của cậu ấy. Wow, cái này thật là tuyệt vời. Thử nào. Trời ạ, ngon quá. Nhầm nhầm. Đấy, thế là tớ đã ăn xong một cái rồi. Bây giờ còn cái thứ hai. Nhìn này, tớ làm một phát nhá. Là xong này, ném và ăn. Oh wow Annie. Trời ạ, bây giờ cậu giống như là một con thú cao cổ rồi. Ted, có lẽ cậu nên ăn Twix của cậu. Chắc là lúc đó Nancy cũng xong rồi đấy. Ừ ok, mình sẽ ăn nhanh thôi. Ôi, trời đã. Nhìn này. Ôi, đấy. Thế là tớ đã đến để ăn Twix của cậu đây. Ôi, trời ạ. Ê, cậu đừng có nghịch nữa. Ăn của cậu đi.
Ê, cậu có thể bình tĩnh hơn mà. Bây giờ tớ sẽ ăn nhanh thôi. Ui, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Tớ xong rồi. Tiếp theo là gì? Wow, kẹo Juicy Drop với cả những cái gieo ngọt này. Còn Annie thì có một cái gói to hơn rồi đấy. Oh wow. Trời ạ, tớ không nghĩ rằng có một cái gói lớn như vậy đâu. Nancy, cái này thực sự rất tuyệt vời đấy. Wow, Tết của cậu bé thật đấy, cậu ăn đi. Thôi được rồi, cái của tớ bé nhưng mà vị không thay đổi. Ui, bé thế này thôi sao? Ui, và cả cái gieo này cũng bé tí. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ bôi nó ra và tớ sẽ ăn nó thôi. Chắc chắn sẽ rất ngon. Tuyệt vời thật đấy. Hết rồi sao? Trời ạ, Annie, cậu tập tục đi. Ừ, ok. Bây giờ tớ sẽ bỏ kẹo của tớ ra. Wow, nhìn chúng nhiều chưa này. Tớ đã nghĩ ra một cái này rồi. Tớ sẽ bỏ chúng thành mô hình con rắn. Và bây giờ tớ sẽ cho những cái gieo của tớ vào trong. Cái này sẽ rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà đầu tiên tớ cần phải thử một chút. Ôi, chưa thật đấy. Bây giờ tớ sẽ cho mỗi cái một giọt như thế này nhá. Sẵn sàng rồi. Tết nhìn này. Ê, không phải nhìn bằng cái cách mà cậu muốn ăn nó luôn đâu. Ui, trời ạ, tuyệt vời quá. Tớ muốn ăn thêm. Ôi, tớ cũng muốn. À, tớ có ý tưởng rồi. Tớ sẽ ăn một vài miếng từ cái cuồng cuối này. Bây giờ chỉ còn một vài cái nữa thôi. 1, 2, 3. Ê, đồ của tớ đâu hết rồi? Tết, cậu ăn hết kẹo của tớ rồi sao? Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu một bài học nhận đấy này. Ui, Annie, có vẻ như là đủ rồi đấy. Tết, cậu sao rồi? Chua hay là ngọt? Ồ, có vẻ như là cậu cũng rất là thích cái này đấy chứ. Nào Nancy, sao cậu cuối cùng có thể mở cái Juicy Drop của cậu không? Ơi, trời ạ, cái này tuyệt vời thật đấy. Wow, cái cách này thì là rất ổn. Ôi, xin lỗi nha Tết, tớ không cố ý. Thôi được rồi, thế còn gieo chua thì sao? Wow, trời ạ, cái vị này to chưa? Ôi, bây giờ chắc no lắm đấy. Bây giờ thì tớ sẽ đổ cái này ra. Tớ rất là thích những đồ chua. Nào, bây giờ đến lúc phải ăn rồi. Trời ạ, ngon tuyệt vời. Trời ạ, có vẻ như bạn của các bạn đây rồi. Ôi, có vẻ như là mỗi Annie mới chui ra được. Và cậu ấy muốn ăn một miếng. Ôi không, tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ của tớ. Đến đây nào, mèo. Bù, mèo ơi. Ôi, xin lỗi nhá, tớ không cố ý đâu. Nhưng mà bây giờ thì cái này của tớ đã thành ra nhiều mảnh rồi. Và cậu có thể ăn thử. Wow, một cây xương rồng nhỏ. Nó chích giống như là lớn vậy. Thay vào đó, cần phải thổi nó đi. Không đau lắm. Trời ạ, tớ nghĩ tớ có cái lớn nhất. Tớ không muốn ăn nó đâu. Tớ nghĩ cậu sai rồi, Jenny ơi. Tớ mới có cái lớn nhất thế này. Tớ không thể nào mà tưởng tượng được tớ có thể ăn nó như thế nào. Mike, cậu đi trước đi, của cậu bé nhất mà. Thôi được rồi, tớ có thể xử lý được. Đầu tiên, tớ sẽ làm một người đàn ông thực sự. Và tớ sẽ dùng nhíp để bỏ hết tất cả những cái gai này ra. Đó. Đợi một chút nữa thôi. Thế là xong rồi. Bây giờ tớ có thể ăn mà không sợ là nó sẽ đâm vào mồm tớ. Nào, cắn thử nhá. Trời ơi, trời ạ. Cái này thật là kinh tởm. Ghê quá đi mất. Ui, không ăn nữa đâu. Bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ui không. Trời ạ, dường như tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà tớ có một ý tưởng. Bây giờ tớ sẽ dùng dao và cắt nó như thế này. Đó, 1, 2, 3. Tuyệt vời. Thế là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì tớ sẽ ăn nó thôi. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà tớ nghĩ là nó sẽ không ngon đâu. Thôi được rồi, tớ vẫn sẽ phải ăn nó, thử thách mà. Yêu ơi, cái vị này ghê thực sự ấy. Trời ạ, tại sao lại chúng ta phải ăn những thứ này chứ? Kinh quá. Ui, cậu vẫn phải ăn nốt thôi, ăn đi, nhanh lên. Thôi được rồi, vậy thì tớ sẽ ăn nốt vậy. Tớ sẽ tưởng tượng đây là loại kem sô-cô-la yêu thích nhất của tớ và tớ sẽ ăn nó. Eo ơi, kinh quá. Trời ơi, thật là ghê tởm. Tớ sẽ không ăn nữa đâu. Tớ xong rồi. Bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ôi không, trời ạ, cuối cùng cũng đến lượt tớ. Vậy thì tớ cũng sẽ dùng nhíp để mà bỏ hết từng cái gai này ra một vậy. Nào, đợi thôi. Cái gì vậy? Chúng ta sẽ không thể nào mà đợi được cậu ấy hết đâu.
Này, cậu dùng cái này đi. Ôi, không cảm ơn, tớ dùng cái này ok hơn. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta lại phải chờ rồi. Cái này vui thật đấy. Ôi, chán quá, không biết phải làm gì. Xình xẩm ba, oản tù tì. Ui, tớ ngủ quên mất rồi. Trời ơi, bao giờ cậu mới xong chứ? Tớ sắp xong rồi đây, còn một ít nữa thôi. Nhìn đây này, gần như là hết rồi đây này. Đó, thế là xong rồi. Cuối cùng thì tớ cũng đã làm xong. Các bạn, ê, này, tại sao các bạn lại ngủ vậy? Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ ăn nhá. Nào, thử một miếng. Mùi thì cũng ok đấy chứ. Nào, thử nhá. Mèo ơi, ghê quá, trời ơi. Tớ đã sai lầm rồi, cái vị này thật là ghê tởm. Kinh quá. Ôi, các bạn vẫn ngủ sao? Thật là tuyệt vời. Vậy thì tớ sẽ bỏ cái cây xương rồng vô vị khủng khiếp này đi. Và các bạn ấy sẽ không biết ở đâu. Ê, cái gì vậy? Âm thanh gì vậy? Tớ đã rất sợ. Âm thanh gì? Tớ không nghe thấy gì cả. Ôi, ít mì thế này chứ. Không giống Jenny. Wow, cậu có thấy cổ mách có bao nhiêu không? Có cả 100kg ở đó đấy. Lily, cậu có thể bắt đầu trước, của cậu ít rồi. Ôi, thôi được rồi, mì của tớ nhỏ đến mức mà tớ không thể lấy chúng chỉ bằng ngón tay của mình. Nào, nếm thử. Trời ạ, à, có vẻ như là cái mì này mì cay. Ôi không, cay quá, kêu tớ. Ôi, may quá, hình như qua rồi. Trời ơi, đây là mì cay sao? Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ thử. Tớ thực sự không muốn ăn cay một chút nào ấy. Nhưng mà vẫn phải ăn thôi, đây là thử thách mà. Cố lên, tớ làm được, tớ làm được, tớ sẽ ăn được. Ôi, mì thì cũng ổn đấy chứ, không tệ chút nào cả. Tớ sẽ ăn thật nhanh để cho hết nhá. Ôi không, trời ạ, tớ thấy cay rồi đây. Ôi, kiều tớ ơi, cay quá. Jenny, cậu sẽ đốt cháy chúng tớ mất. Chúng tớ sợ lắm, dừng lại đi. Ôi, tớ nghĩ tớ đã tìm ra cách để dập lửa rồi. Mát quá. Bây giờ nước là người bạn tốt nhất của tớ. Vậy tớ đã ăn xong rồi. Mike, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ôi không, trời ơi, sao có quá nhiều mì cay thế này. Tớ sợ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong khi tớ ăn hết. Ôi trời ạ. Ôi không, dường như nó đã bắt đầu luôn rồi. Tớ đang cháy. Kêu tớ với, tớ cho tớ nước, cho tớ nước. À, ok ok, tớ đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Này Lily, cầm lấy, chúng ta sẽ cứu bạn ấy. Ừ ok, nước trực tiếp từ vòi, như này sẽ rất mát mẻ. Ừ ok, bây giờ tớ sẽ ăn tiếp. Các bạn nhớ phải giúp đỡ tớ đấy nhá. Ừ, đây. Ồ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi không, trời ơi, cay quá, nước. Ôi, đỡ hơn rồi đấy. Trời ạ, công việc này á, mệt mỏi thật đấy. Ôi, cay thế. Ôi, hình như của tớ hết nước mất rồi. Ôi không. Ôi trời ơi, kêu. Lửa. Ôi các bạn ơi, tớ nghĩ tớ làm hỏng tóc của các bạn một chút rồi. Thật là xấu hổ làm sao. Xin lỗi nhá. Ôi, nhìn lọ Nutella này dễ thương quá. Nhưng trong lọ của tớ có nhiều Nutella hơn nhiều. Tớ sẽ ăn nó thôi. Ôi, tuyệt vời. Ôi trời ạ. Wow, các bạn ơi, hãy nhìn vào một lọ Nutella khổng lồ của tớ đi. Tớ vui biết bao. Nào Lily, chúng ta sẽ bắt đầu với cậu chứ. Tớ không ngại bắt đầu đâu. Món này ngon, ăn sớm càng tốt. Tớ vẫn tìm ra cách để làm điều đó. Nào, bây giờ tớ sẽ lấy nhà bếp thu nhỏ của tớ ra. Và nó sẽ giúp đỡ. Trong cái chảo rán này, tớ sẽ rán hai chiếc bánh mì nướng nhỏ xíu. Và đấy, đó là hoàn thành rồi. Thật là một cái miếng ngon. Bây giờ thì bánh mì nướng trông rất là tuyệt vời. Vẫn còn bôi lên Nutella ngon nhất trên bánh mì nướng của tớ được. Đó, thấy chưa, tuyệt vời chưa các bạn? Nhìn này. Ồ, tuyệt vời. Bây giờ tớ có thể thưởng thức được rồi. Bánh mì và Nutella, một sự kết hợp hoàn hảo. Nào, bây giờ thì thêm một cái nữa nhá. Và một cái nữa. Ôi, tớ muốn ăn nhiều hơn nữa cơ. Ngon tuyệt vời luôn. Trời ơi, thế là của tớ hết rồi. Ôi, kết thúc nhanh quá, thật buồn. Thôi được rồi, tiếp theo đi cậu Mike. Ui, rất hân hạnh Lily. Bây giờ tớ sẽ lấy lọ ra và ăn Nutella một cách ngon lành. Tất nhiên là bằng ngón tay yêu thích của mình rồi. Mọi thứ luôn ngon hơn. Đặc biệt là khi ăn nó với Nutella. Và khi không có quá nhiều, không một ngón tay sẽ rơi khỏi đó. Ngon quá. Wow Mike, tớ không nghĩ cậu là một người man dợ như vậy đâu.
Trời ạ, à, nhưng mà bị kẹt mất tay rồi. Bây giờ ai giúp tớ lấy với? Tớ dùng cái này nhớ. Ui không không không, sợ lắm. Ôi giời ạ, à, chỉ cần rút ra thế này thôi mà. Này của cậu đây. Ô, cảm ơn cậu rất là nhiều. Tớ đã xong rồi, tuyệt vời. Bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ôi, cuối cùng cũng đến lượt tớ rồi. Tớ đã chờ đợi điều này biết bao nhiêu lâu. Hãy đến với tớ nào, ngọt ngào. Ngon quá. Trời ạ, à, tớ rất là yêu Nutella. Nhưng với một cái lọ như này, chỉ cần một cái thìa thích hợp thôi. Cụ thể là một cái muôi. Bây giờ mọi thứ thì á, chắc chắn sẽ hoàn hảo rồi. Ngon quá. Tớ sẽ ăn thêm. Thật là tuyệt vời, tớ là hạnh phúc nhất. Nhìn cậu ấy ngon quá. Trời ạ, à, có vẻ như là tớ ạ, có nghĩ ra một cách ăn nhanh hơn. Tớ sẽ đổ thẳng vào mồm như thế này. Đó, tự rót cho mình. Tuyệt vời quá. Ui, trời ạ, à, nhìn cậu ấy ăn ghê tởm quá. Ui. Thôi, có sao đâu. Hãy nhìn chai coca nhỏ này đi. Bé xíu thế này thôi sao. Wow, tớ thì có một cái con chai coca to hơn nhiều. Hôm nay tớ là người may mắn. Trời ạ, à, tớ có cả một cái thùng nước như thế này. Nhưng mà cậu bắt đầu đi Mike. Ừ, ok, tớ sẽ mở nó ra nhá. Thế này khó mở thật đấy. Mở ra như thế nào nhở? Trời ơi, khó quá. Cứu. Nó bay đi rồi này. Vậy là đến lúc tớ phải thưởng thức rồi. Ngon tuyệt vời. Rất là hay. Nhưng mà ít quá, thật là buồn. Ok, bây giờ đến lượt cậu. Wow, coca ưa thích của tớ. Đến với tớ đi nào, bây giờ tớ sẽ uống cậu. Và bây giờ sẽ thêm một ít mật ong vào đây nhá. Sẽ có một cái gì đó ngon tuyệt vời đây này. Bây giờ điều chính là không được hối tiếc. Và thêm nợt nhiều mật ong. Và phải trộn đều mọi thứ lên. Và cuối cùng cho vào trong tủ lạnh. Và chờ một chút. Đấy, thế là xong rồi. Đến lúc phải lấy tác phẩm ra. Làm nào để tớ không thể chờ đợi mà bắt đầu ăn luôn. Đấy, bây giờ tớ sẽ bấm nó ra như này. Và ăn. Và cái món này thực sự là ngon tuyệt vời luôn ý. Rất là hay. Wow, món này trông ngon quá. Nhưng mà tớ ăn hết rồi. Thôi được rồi, không sao. Vẫn còn một ít trên bàn này, tớ sẽ liếm nốt nhá. Ngon tuyệt vời. Eo ơi, trời ạ, không vệ sinh một chút nào cả. Bây giờ tất cả những gì quan trọng nhất là coca khổng lồ của tớ. Và không có gì khác. Và với cái đối kích thước này, cần một cái ống hút phù hợp. Cậu hãy uống coca ngon quá. Chúng ta sẽ xin một ít nhá. Ngon thật đấy. Ê, các bạn làm cái gì vậy? Này, các bạn không hiểu đây là coca của tớ à? Bỏ những cái ống hút này ra. Bây giờ đi đi, tớ sẽ tự uống hết. Ồ, nhưng mà chúng ta có một ý tưởng rồi. Tớ nghĩ tớ hiểu ý cậu rồi đấy. Mentos. Đúng rồi, hãy làm cho Lily một trò đùa thực sự nhá. Bây giờ đổ hết Mentos vào. Ôi trời ạ, cứu tớ với. Tớ ướt sũng người rồi. Bây giờ người tớ lại còn dính dính nữa chứ.